thập niên, thành phố Hồ Chí Minh mới có trở lại một chương trình đồng diễn thể dục aerobic dành riêng cho các chị em phụ nữ với số lượng người tham gia lên đến 700 người. Không chỉ có các câu lạc bộ của thành phố mà còn rất nhiều tỉnh thành: Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ, Đà Lạt, Vũng Tàu đã đến tham gia trong trang phục sắc hồng, tạo nên hình ảnh tràn ngập sự tươi trẻ, yêu đời của phái đẹp trong ngày chủ nhật cuối tuần. Đặc biệt năm nay còn có sự tham gia biểu diễn của lực lượng công an thành phố Thủ Đức với bài Mai Hoa Quyền. Khi mà diễn Mai Hoa Quyền á, thể hiện là cây mai vừa mềm mại vừa uyển chuyển nhưng mà vẫn đầy sự mạnh mẽ, thì lực lượng công an, nhất là phụ nữ, thì vẫn muốn thể hiện cái mạnh mẽ nhưng mà trong đó vẫn có một sự dịu dàng, và đặc biệt là xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã dành cho phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thêm một nét mới rất thú vị, tại chương trình còn có sự xuất hiện của những vận động viên nữ tiêu biểu của thành phố, những gương mặt vàng của thể thao Việt Nam như chị em Châu Tuyết Vân, Châu Ngọc Tuyết Sang, vận động viên điền kinh Lê Tú Chinh, trung vệ Trương Thị Kiều. Đá banh thì mình quen rồi, nhưng mà lúc mà mình tập thể dục với chung mọi người thì mình thật sự là mình kiểu quá bất ngờ á. Kiểu mọi người rất là đều đồng đều, nhưng mà tới lượt mình là mình với Chinh là không thể nào mà đều được. Lâu mới có dịp có thể tập thể dục cùng với các chị em ở ngoài một cái sân rộng như thế này, em cảm thấy rất là vui. Hiệu quả của chương trình đã nhìn thấy rất rõ, cả một không khí hết sức sôi động, phấn khởi, và quan trọng hơn nó đã lan tỏa một niềm yêu thích tập luyện thể dục thể thao đến với tất cả mọi người, đặc biệt là các chị em, tạo nên một không khí rộn ràng và một cuộc sống lành mạnh cho phụ nữ thành phố chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta không đón chào ngày mới bằng một bài tập thể thao, đón chào mọi người với một nụ cười tươi trẻ? Và quan trọng hơn là hãy chào đón chính mình bằng một đời sống khỏe.